Người mà thức tỉnh á, mà thời nay á, là những đứa con của Phật mang họ Thiên, thấy khờ khờ nhưng mà lại khôn á. Còn mấy đứa mà học giỏi quá, sách vở rồi chất đầy tủ rồi không, thì lại là chấp, chấp tướng, chấp theo áo vàng, chấp theo đầu, không có tóc, mẹo đen, dốt nữa, ngốc nữa. Nhiều người chửi mình ngốc trên mạng lắm. từ cao đồ thì ngồi nói chúng nói chuyện nó cao đồ thấp đồ nữa, dần số cao đồ á mạo phạm sợ khẩu nghiệp, nên sẵn bữa nay mình nhắc nhở luôn. Chủ yếu cái này là lên màn hình, lên quay phim, mình ngồi đây cũng ngồi.